Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp, giảm đau nhức xương khớp. Chị ạ, hay quá. Lát chị về, chị phải mua luôn mới được. Vâng. Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Nano, 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 đông trùng. Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy? Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo. Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không? Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, 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 nano. Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.